Kính thưa quý vị, bây giờ mới có 7 giờ 18 phút. Theo chương trình tôi nói đó là tôi sẽ giảng pháp lúc 8 giờ. Nhưng mà set up máy móc đồ thành ra bây giờ tôi sẽ bắt đầu. Tôi giới thiệu cho quý vị biết là tối nay tôi giảng về cuộc đời của Ngài Hư Vân ở cái phẩm là Ngộ Đạo, cái phẩm thứ 5. Thì quý vị biết tu tịnh độ hay là tu cái gì đi nữa đó mà hoàn toàn á mà không có kiến tánh đó đều không có cái đạo lực được hết á. Thì cái Phật tánh của chúng ta nó có 10 phần. Người mà trở về với cái Phật tánh 10 phần người đó gọi là Phật. Người mà trở về với cái Phật tánh đó khoảng chừng 9 phần đó, gọi là Bồ Tát. Coi như nhất sanh bổ xứ còn có một đời thành Phật như là Bồ Tát Di Lặc. Rồi những vị mà kiến tánh mà trở về được 8 phần đó thì đó là những vị Bồ Tát ở trong cái thập địa, tức là giống như Ngài Địa Tạng rồi vậy đó, Quan Âm, Thế Chí. Rồi những vị mà giác ngộ được 7 phần đó, thì những vị đó thuộc loại A-La-Hán. Còn mà giác ngộ 5 phần thì nó chỉ đi tới cái chỗ là tứ thiền bát định thôi. Cho nên á, Phật nó có nhiều level lắm. Tụi con, tương lai tụi con trì chú là tụi con phải tìm cái Phật tánh để mình trở về cái level nào. Còn nếu level chúng sanh mà tụi con không có thấy được một cái phần nào của Phật tánh á, thì tụi con tụng chỉ có cái thần lực của cõi người, cõi trời mà thôi. Ngoài ra đó, bắt đầu cái người mà đạt được sơ thiền thôi thì họ cũng có một phần công sức của cái cõi trời. Cõi trời sơ thiền nó tương đương với các cõi trời của sắc giới. Còn nếu mà tụi con vẫn còn có cái tâm mà dâm dục đó, thì tụi con chỉ là tụng chú tương đương với các cõi trời dục giới mà thôi. Thì tụi con cỡ đó tụi con chỉ được những vị ở dục giới họ hộ. Tụi con mà trì chú mà tâm sân hận thì tụi con được những cái vị Atula họ hộ. Còn con tụi trì chú mà cái loại tâm mà quỷ thần thì được ma quỷ nó hộ. Và ngược lại trì chú với cái tâm của các cõi trời dục giới đó, còn vợ chồng á, thì tụi con sẽ được các cái loại mà 6 cõi trời dục giới. Nhưng mà trì chú với cái tâm ma đó, cái tâm mà chưa chứng đắc mà cho chứng đắc đó, thì tụi con sẽ về cái cõi trời của tha hóa tự tại của ma vương. Tụi con được ma vương hộ. Như có thời gian bà Thanh Hải bà được ma vương hộ đó. Bà nói cái gì trúng cái đó. Nhưng mà sau đó hết cái thời hộ rồi đó, là bị sa vào lực pháp trong cái 52 ngũ âm ma. Đọc 52 ngũ âm ma, thầy trò làm chuyện dâm dục rồi bị Hoa Kỳ cấm vào luôn đó. Bà lấy một người đệ tử ở Thái Lan đó. Cho nên là tụi con hiểu cái chìa khóa mà tụng chú có công lực là tụi con phải mở cái trí huệ. Trí huệ ngang cái loài nào là tụng cái thần lực ngang cái loài đó thôi. Thành ra sau này đó, ở trong hàng đệ tử của thầy đó, là có 3 người tụng cái thần lực nó cũng vào các cái gì mà coi như là có thần lực để mà cứu người ta được, là tụi con phải lọt vào cái tầng mà sắp sửa kêu là A-la-hàm đó, mức hoàng thiên đó. Còn một bậc nữa lên A-la-hán thì bắt đầu có đạo lực rồi nha. Cho nên bữa nay đó tôi nói chuyện cái phần mà dịch trong cái mà Hư Vân Niêm Phổ đó, là lúc đó 3 người dịch. Hòa Thượng Kiến Châu dịch cái phần đầu, qua tới cái phần ở giữa là Ni Sư Như Thủy dịch, cái phần cuối là Ni Sư Hạnh Đoan dịch. Lúc đó Hòa Thượng Kiến Châu lớn rồi, nhưng mà Hòa Thượng Kiến Châu có làm một cái phần kêu là cái phẩm Ngộ Đạo, cái phẩm thứ 5 đó. Hòa Thượng làm riêng một cái nốt riêng mà không có đưa cho Ni Sư Hạnh Đoan. Tại lúc mà ra cái cuốn này đó thì Hòa Thượng Kiến Châu tịch rồi. Thì cái phần đó tình cờ đó là tôi tìm được ở trong cái áo Đà La Ni của sư ông Kiến Châu mà viết cái phẩm đầu tiên về mật tông cho tôi đó.
thì sư ông nói sau này đó giảng về cuộc đời ngày hư dân đó thì quan trọng là coi ngài ngộ cái gì mà ngài thành tổ, ngài ngộ cái gì mà ngài tự tại trước sanh tử, và ngài ngộ cái gì mà khi tàu cộng đánh mà ngài lên cõi trời. Chứ thường thường mình nếu giảng ngang ở ngài ngộ đạo, ngài kiến tánh gì không được. Bây giờ đó cũng như về phần tôi, cũng vậy, tôi cũng chưa có chứng quả a la hán gì hết, nhưng mà tôi tu rất là lâu, cho tới khi tôi ở Việt Nam đã được, tôi cũng chưa có ngộ đạo được nữa. Cho tới khi tôi qua tới Hoa Kỳ năm 1980 thì lúc đó là tôi ẩn tu, kêu là ở trên núi ẩn tu. Lúc đó quý vị biết những cái băng dĩa mà có biệt hiệu thầy núi đó, lúc đó là thầy đó, đầu tiên đó, hồi đó kêu thầy núi. Nhưng mà sau ẩn tu rồi thì có thời gian tôi bị bệnh, quý vị nhớ là tôi bị bệnh ung thư và ân sư Thượng Tiên Hà Hóa mới trị. Và ngài nói muốn tụng Lăng Nghiêm có thần lực là phải kiến tánh. Mà tụng chú nào cũng vậy hết á, muốn làm chú nào cũng vậy, phải nó tương ứng với cái sự mở mang trí huệ của mình. Nếu con tụng bằng cái tâm ngạ quỷ á thì cái phước đức ngang với loài ngạ quỷ, mà tụng với cái tâm của Atula đó thì cái đạo lực nó ngang với hạng Atula, mà tụng với tâm chư thiên dục giới đó, có vợ có chồng đó, sáu cõi trời dục giới đó, tứ thiên dương đau lợi dạ ma đấu sức quá lạc tha quá tự tại đó, thì được cái thần lực. Nhưng mà đi lạc lên chút nữa là lên cái tha quá tự tại là ba dương đó, là quý vị chưa có chứng đắc vào cái quả a la hán, mà quý vị chân quý vị là chứng đắc thì được ma dương nó hộ, thì có thần lực dữ lắm, nhưng mà chỉ là một thời gian ngắn thôi, nó không có bền. Rồi thời gian ngắn tầm rồi sau đó là giảng tầm bậy tầm bạ, tại vì chưa kiến tánh là giảng tầm bậy. Một người thầy thuốc mà làm bậy nó giết có vài trăm bác bệnh nhân ha. Nhưng mà một cái gì mà giảng sư mà giảng bậy nó giết tới mấy bao nhiêu người nữa. Cho nên rất là cẩn trọng trong vấn đề này. Thì lúc đó tôi ngộ đạo rất là tiếu lâm, lúc đó tôi ngồi tôi buồn riết. Rồi bữa đó có Phật tử họ lên là cúng vô có mấy cái xét, cái xét còn trên núi để cho tôi nghe băng. Lúc đó tôi thường ở trên đó tôi nghe băng là của các thầy khác, tôi cũng nghe tôi học. Thì họ bỏ một cái băng có cái bản nhạc là Nửa Hồn Thương Đau. Tôi mở tôi nghe tôi ủa sao băng dĩa vậy, nó để lộn. Cái tôi nghe xong mà tôi nghe hết cái bản nhạc Nửa Hồn Thương Đau mà tôi lại ngộ. Cái ngộ đạo của tôi, để tôi đố quý vị tìm được, tôi sẽ đọc từng chữ của Nửa Hồn Thương Đau mà quý vị thấy. Là tôi ngộ bữa đó là tôi ngộ một phần thôi chứ không phải ngộ hết đâu. Từ đó tôi mò tôi đi vào. Thì quý vị biết là lúc mà tôi ngộ được cái phẩm mà cái bài mà Nửa Hồn Thương Đau á, là tôi cười luôn, tôi nói thật bao nhiêu năm không ngộ mà giờ nghe một cái thép lộn lộn chỗ vậy mà nó lại là mở được trí huệ. Thì cái lời trong Nửa Hồn Thương Đau đó quý vị thấy nó của ngài của ông Phạm Đình Chương, nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa. Thì lúc đó đó thầy lên trở thầy tu thiền mà vừa tịnh độ mà cứ nhắm mắt không à, nhắm mắt hoài không muốn mở mắt, mà tôi có cái nguyện là nhắm mắt một tuần lễ không có mở mắt để coi mình, tại mình mở mắt á là mình sẽ bị loạn cái cảnh. Cho nên tôi ở trong cái thất của thầy hành trường mà tôi cứ nhắm mắt không mở, ăn uống gì cũng nhắm mắt hết trọi đó. Tại vì tôi nghĩ là mình mở thần nhãn là do mình mở mắt, cho nên mình phải nhắm mắt để mà tu, để cho đạt được cái thần nhãn. Thì bữa đó tình cờ tôi cũng mò mò cái set, thì họ đưa lên một chồng băng mà có lộn cái dĩa Nửa Hồn Thương Đau. Cái tôi nói ủa, nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa. Cái tự nhiên mình đi tìm Phật tánh, mà Phật tánh tức là thoáng hương xưa. Và cái cuốn kinh của ngài Hư Dân là thơm ngát hương lan, phải không? Ngài ngộ đạo cho nên ngài đã nếm được cái mùi hương pháp vị. Cho nên tôi nói ủa vậy mình tu cái tuần nay mà nhờ cái bản nhạc này nó mở cho mình nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa mà tìm hoài không gặp, cho tôi về đường cũ nên thơ, tức là cái đường cũ của mình, tức là mình lạc lối từ cái chân tâm Phật tánh mà mình đi ngược vào, mà không bao giờ mình đối lui đó, mình cứ đi tiến hoài vào cái cõi ta bà này mà coi như là mình không bao giờ mình đối lui hết trọi đó, phải không? Cho tôi tìm đường cũ hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp Phật xưa ước mơ.
Trong kệ nói là người xưa ước mơ, mà thầy nghe là Phật xưa ước mơ, tức là tìm được ông Phật tánh của mình, hay chỉ là giấc mơ thôi, tức là tìm hoài không ra. Nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nối, xót thương suốt đời. Thầy thấy mình tu kiểu này đã già rồi mà không tìm được đạo, mà lỡ thầy lỡ thở hết trọi, cho nên thầy có sự tiếc nối. Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi ngàn trùng mãi xa nhau. Tức là từ cái ma tánh với Phật tánh tìm hoài không ra, tức là nó rất là xa nhau. Hai ta còn hẹn nhau kiếp nào, kiếp này không ngộ kiếp sau hẹn nữa. Tự nhiên đọc cái bài nhạc đó mà thấy là hả, hai ta hẹn, hai ta còn gặp nhau kiếp nào, kiếp này tôi có không ngộ đạo là tôi có phải hiện kiếp sau rồi. Thấy chưa? Tâm ở đâu? Trong này đó, cái câu đó là em ở đâu, anh ở đâu, mà tôi lại nghe là tâm ở đâu mà ta ở đâu. Tự nhiên tự nghe kỳ vậy đó. Chứ lời nhạc đó là em ở đâu, anh ở đâu, thì anh là sư phụ lại nghe là tâm ở đâu mà ta đang ở đâu. Có trong mưa sầu buồn đen mắt sâu. Mắt sâu có nghĩa là con mắt mình cứ đi tìm chân tâm Phật tánh, tìm hoài nó không ra, thì nó có mắt nó sâu thẳm mà tìm không được. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt rõ làng, đâu có thấy Phật tánh đâu. Mình tu cả tuần nay mình đi cái hạnh nhắm mắt mà không thấy Phật tánh, chỉ thấy lòng nhớ thương chất ngất. Mà nhắm mắt hồi là thấy mấy con bồ hồi học ở chung với đại học nữa chứ, thấy chưa? Và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi ta muốn tu, đôi khi ta muốn tu, ôi những thầy sống lẻ loi một mình. Nghe tới câu đó, đó là bắt đầu thầy ngộ liền. Thầy ngộ mà nó sung sướng dễ sợ lắm. Giờ thì tìm đường thầy vô. Cũng cái bản nhạc đó thôi, nó bản nhạc tình trở lại, nhưng mà tự động cái nhân duyên gì mình nghe, nghe nó lại lọt vô. Tới cái chỗ mà em đang ở đâu, anh đang ở đâu, thì thầy nghe là tâm ở đâu, ta đang ở đâu. Thì có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu. Thấy không? Cho nên nó mới thấy rõ ràng. Rồi nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chứ có thấy cái gì. Mà cái nhắm mắt lúc đó thầy ngộ rồi, thì nó tức là mình quay lưng với dân tộc. Lúc đó ở dưới này đó là dân chúng đau khổ, mà mình cứ quay lưng, tức là mình nhắm mắt, mình không có mở mắt để mình nhìn ra chúng sanh đang đau khổ. Mà tu cái hạnh là ích kỷ, thấy không? Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ thương chất ngất. Và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi ta muốn tu, trong này nó là đôi khi ta muốn quên, mà tôi nghe là đôi khi ta muốn tu. Đôi khi ta muốn tu, ôi những thầy sống lẻ loi một mình. Tự nhiên thầy ca lạc ra cái đó, cái trở thành ra thầy ngộ. Thầy ngộ từ từ, thầy tìm và tìm về, là bắt đầu cái thầy mới lục ra kinh điển. Và thầy lục ra ngay cái chỗ mà Ngài Hư Vân Ngộ Đạo. Ngài Hư Vân Ngộ Đạo. Cho nên bây giờ đó, tôi nói rõ bây giờ đó, nhiều khi cái nhân duyên ngộ đạo nó thức cười lắm. Ở trong này cái phẩm ngộ đạo là Ngài Hư Vân, Ngài ngồi thiền. Bây giờ tôi lấy tụng kinh đó, tôi đọc cho quý vị coi nè. Đọc Nguyên Thủy, một cái đoạn mà cô Hạnh Đoan với cô Dịch đó, với cô Như Thủy đó, là nguyên cái đoạn nó như thế này. Ở trong này vừa rồi tôi giảng cái phần trước là phong bọc chương 1 chào đời, nói về cái ngày chào đời, mẹ ngài sanh ngài ra rồi, ngài là đẻ một điều như thế nào, cầu đạo, ngài đi tu, ngài ở trong núi, ngài học các vị hòa thượng này, hòa thượng kia. Rồi chương 3 là bái hương, là tam bộ nhất bái, để mà triều kiến ngài Văn Thù. Chương 4 là sau đó đi chơi, là du quảng đó, đi chỗ này học, chỗ kia học. Bây giờ là chương 5. Để tôi đọc một đoạn cho quý vị thấy, nếu đọc cái này hoàn toàn nó không có một cái gì. Chương 5 ngộ đạo. Tôi đi chơi được rảnh rang, từ đây muôn niệm đều dứt. Ngài nói muôn niệm đều dứt. Công phu ngài đêm như một, hành động nhanh nhẹn như bay. Một đêm trong lúc thắp hương lên bàn thờ, tôi mở mắt nhìn thấy bỗng trời sáng như ban ngày. Mặc dù lúc đó ban đêm, tôi nhìn xuông xước cả trong lẫn ngoài. Cách một bức tường tôi còn thấy rõ vị sư Hương Đăng đang ngồi trong nhà tiểu, và một vị sư khác đang ngồi trong nhà cầu, cách những cánh cửa mà tôi vẫn thấy xuyên. Tôi còn thấy luôn ghe thuyền đang lướt trên sông cách xa tôi cả mười mấy dặm. Thấy luôn màu sắc cây cối hai bên bờ ra sao, mỗi mỗi điều rõ ràng. Lúc này tiếng bảng đang báo hiệu canh ba. Sáng ra tôi hỏi thăm các vị liên quan đến cảnh thấy của mình hồi khuya, thì đúng y như vậy.
Tôi hỏi hồi phía lúc canh ba thầy có đi vệ sinh trong đó không? Phải không? Thầy mặc cái áo màu gì? Và thầy ngồi trong đó thế nào? Mấy ông kia giật mình hết, tại sao ông thấy được? Nó không biết tại sao tôi thấy. Sáng ra tôi hỏi thăm các vị liên quan đến các cảnh thấy của mình hồi khuya thì đúng như vậy, tôi biết đây chỉ là cảnh, không có gì kỳ lạ. Được cái là Ngài không cho Ngài chứng đắc. Ngài tu một thời gian tự nhiên Ngài thấy là Ngài là thấy, nhưng mà cái chỗ này đó quý vị thấy trong này chúng ta đọc ra tôi cũng không hiểu Ngài tại sao Ngài thấy được. Đến tháng chạp vào buổi tối thứ ba của tuần thất thứ tám, tôi đã ngồi đến nén hương thứ sáu, tức là ngày xưa Ngài tu thiền. Ngài đi tới chỗ nào niệm Phật thì Ngài vô niệm Phật. Chỗ nào thiền đường thì ngồi thiền. Bữa nay là ngày Ngài ngồi thiền mà. Cái thời Ngài hương vân không có đồng hồ. Cho nên á, người ta đốt một nén hương là khoảng một giờ. Ngài ngồi như vậy, hết cái nén hương thứ năm là được 5 tiếng. Thì bắt đầu cái người mà sa di mà thị giả đó, họ đốt cái nén nhang thứ sáu. Và khi mà đến nhang thứ sáu đó, một lần mà thay đổi cái nén hương đó, người ta đến cái con cho cái vị mà thiền sư biết rằng Ngài ngồi được mấy cây. Họ đánh 5 tiếng, tới đến đánh 6 tiếng thì ổng bắt đầu, tới người ngồi được 6 tiếng thì bắt đầu họ rót trà. Để mà dâng trà để đó cho các vị xả thiền. Và các vị sẽ uống trà. Nhưng mà chú Tiểu, chú Lơ Mơn sao chú làm bể, bể cái tét trà. Thì ngay đó Ngài đại ngộ. Tụi con có đọc cái chuyện đó phải không? Bể tách trà và Ngài đại ngộ. Thì nói tới đây làm sao tụi con thể biết Ngài ngộ cái gì? Nếu mình dịch tới đây tụi con hoàn toàn không hiểu tại sao bể tách trà mà đại ngộ. Thấy chưa? Đó. Đến tháng chạp vào buổi tối thứ ba của tuần thất thứ tám, khi tôi đã ngồi đến nén hương thứ sáu, thì vị thị giả hộ thất pha trà rót nước sôi làm văng trúng tay tôi. Chén trà rơi xuống đất vỡ tan, rang lên thành tiếng. Gốc ghi trong tôi ngay đây dứt sạch, cảm giác thật phan khoái tuyệt vời. Tôi giống như người vừa tỉnh mộng, tự nghĩ mình xuất gia phiêu bạt ngót mấy mươi năm. Nhớ lúc tu khổ hạnh ở chòi tranh, ăn lá thông, ăn cỏ. Ngài mặc một cái y, ngồi thiền mỗi lần 3 tháng mới xuất, mà cũng không được cái cảm thọ an lạc như bữa nay. Nếu như khi đó mà có cái gì, quý vị nhớ mà cái lúc ông bị kích lỵ rồi, cái Ngài Văn Cát, Ngài hỏi một câu gì nhớ không? Ngài nấu cháo rồi Ngài hỏi cái nồi là có cái gì trong đó, ông này trả lời không được. Nếu mà lúc này Ngài Văn Cát hỏi tôi đã bể cái nồi rồi. Và Ngài nói, Ngài mỉm cười. Thì bây giờ cái chỗ này thầy không khai thị, tôi có không thể nào hiểu Ngài ngộ cái gì. Thiền sư họ nói úp úp mở. Thì bây giờ thầy nói sơ cho tụi con hiểu một cái thế này. Thầy tắt cái này. Chương 5 phẩm ngộ đạo, cái phần này là của sư ông Kiến Châu làm riêng nè, chứ không có nằm ở trong đó. Ngài Hư Vân sau khi đi tham học và tam bộ nhất bái, trả hiếu cho mẹ xong, Ngài vào núi Cất Am, Ngài đêm tu hành, tìm xem mình tu như vậy trên 20 năm, đã từng khu khổ hạnh, từng ăn lá cây uống nước suối, sống qua ngày, nhưng vẫn chưa ngộ đạo. Mình bị một vị hòa thượng quở tư kiểu này giống ngoại đạo thời Phật, là khổ hạnh kết quả chỉ là thành một trong 10 loại tiên trong Kinh Lăng Nghiêm. Tụi con nên biết rằng đó, tụi con có đọc Kinh Lăng Nghiêm sẽ thấy có cái phẩm là địa hành tiên, không hành tiên. Có loại là ăn những cái loại như là ăn lá cây, có loại là hớp khí trời đất, có loại là họ nhìn mặt trời, có loại là họ tu luyện tinh khí, rồi họ được loại là 10 cái loại tiên. Loại này không phải là trời, cao hơn loài người một chút, tuổi thọ thì cứ cả ngàn năm nhưng mà luân hồi sinh tử vẫn còn. Cho nên đó, Ngài bị một vị hòa thượng quở là ông tu kiểu đó, khổ hạnh ăn lá cây uống nước suối, ở trong động không giao tiếp loài người, thì rốt cuộc tu cả cuộc đời chỉ thành một trong 10 loại tiên. Mà trong Kinh Lăng Nghiêm, quý vị muốn biết thì lật vào trong cái phẩm mà 10 loại tiên sẽ có. Trường thọ thì có, nhưng sanh tử vẫn còn. Ngài xấu hổ khi thấy đi đâu vẫn được người đời kính quý, được nhiều chùa mời giảng kinh thuyết pháp,
Mình thuyết rất hay, nhưng đó là cái chứng ngộ của Phật, của Tổ, chứ không phải của mình. Một hôm Ngài được một đạo tràng mời giảng kinh Kim Cang, giảng đến đoạn Lục Tổ Huệ Năng khai thị cho Thượng Tọ Huệ Minh câu: Này Thượng Tọ Huệ Minh, Ngài hãy bình tâm, bặt hết các duyên, đừng có nghĩ tới cái chuyện đến đây để mà cướp lại y bát. Ông rượt theo tôi, ông mệt rồi, ông thở hơi quá rồi, ngồi nghỉ đi. Thì Ngài Huệ Minh, ông lớn, ông là Thượng Tọ, mà khi Lục Tổ mới là cư sĩ. Cho nên là cư sĩ, tôi đến đây tôi cầu pháp, chứ tôi không phải là dược y, tại mắc cỡ quá rồi, dược y rồi chứ không nổi, cái y nặng quá. Lúc đó Lục Tổ mới nói: Này Thượng Tọ Huệ Minh, nghỉ khỏe, ngồi yên, bình tâm, bặt hết các duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bộ mặt thật xưa nay của ông. Có một vị tăng trẻ nghe Ngài giảng đến đây liền nhận ra bản lai diện mục của mình, hay gọi là kiến tánh. Liền quỳ xuống đảnh lễ tạ ơn Ngài Hư Vân đã khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài Hư Vân bữa đó được mời giảng kinh Kim Cang. Ngài giảng tới cái đoạn này, Ngài kể cái chuyện mà quyền sử Lục Tổ Huệ Năng là một cái người dốt học, mới thọ năm giới, mới cưỡi gánh nước được ngũ tổ triệm y bác làm tổ đời thứ sáu. Cho nên Ngài Thăng Tọa, Ngài kể theo trong kinh vậy, Ngài giảng tới cái lúc mà Thượng Tọa Huệ Minh chạy rượt lại dược y, mà y nó nặng, không lấy được. Thì lúc đó Lục Tổ mới nói là cái y này là do ta được tổ Hoằng Nhẫn truyền, chứ không phải ai muốn lấy là lấy. Thì lúc đó Thượng Tọa Thệ Bơi Huệ Minh là ổng là đẳng cấp Thượng Tọa rồi, ổng chỉ nhỏ hơn Thần Tú thôi. Ổng nói là tôi đến đây đó, cư sĩ, tôi tìm Ngài khai thị cho tôi ở với tổ mà tôi không ngộ đạo, Ngài ngộ cái gì? Thì ổng mới nói: Nè, bình tĩnh lại, bớt thở đi, ngồi nghỉ chút đi, đừng có nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, thì sẽ nhận ra cái thật tánh của ông, mặt thật xưa nay. Danh từ nhà Hán là bản lai diện mục. Ông thầy Ngài Hư Vân, Ngài giảng tới đó thì có một ông tăng ở trong pháp hội ra đảnh lễ: Cảm ơn Hòa Thượng khai thị, giờ con đã biết cách tìm trở về với Phật tánh. Thấy không? Một ông tăng, ông liền xuống đảnh lễ tạ ơn Ngài Hư Vân đã khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Khi đó Ngài Hư Vân rúng động: Mình là pháp sư giảng lời Phật Tổ, vị răng trẻ này biết nhận ra bản lai diện mục của mình, mà mình chỉ là con két nhai lại bả mía của Phật Tổ, thật xấu hổ. Sau đó Ngài vào núi tìm một hang động ẩn tu một thời gian dài, không biết là bao lâu, và Ngài nhập vào sơ thiền. Có lúc Ngài luộc một nồi rau rừng hoặc là dài củ khoai, rồi bắt đầu nhập định. Khi có tiếng cọp gầm, Ngài xả thiền. Ngài xả thiền và mình ngồi như vậy đã có một hai tuần lễ mà cũng không có kiến tánh. Thì Ngài suy nghĩ hoài mà Ngài không biết làm sao để mà ngộ đạo. Mình lên pháp tòa mình giảng, có người nghe họ kiến tánh thành Phật, mà mình giảng cho đã mà mình không có được cái gì hết. Bây giờ cho nên á, Ngài mới âm thầm, Ngài mới lấy những cái bộ kinh ra và Ngài lật trúng cái phẩm của Sơ Tổ Đạt Ma khai thị cho Nhị Tổ Huệ Khả. Tôi có biết cái chuyện đó rồi. Huệ Khả là một cái người giảng sư nổi tiếng bên Tàu trước khi Thiền Tông đi qua. Quý vị nhớ đạo Phật đã truyền qua bên Tàu thời Lương Võ Đế, cho nên khi mà Tổ Đạt Ma bên Ấn Độ đi truyền cái dòng thiền bất lập dân tự giáo ngoại biệt truyền đó, thì lúc đó là ông Dương Lương Võ Đế là ông chuyên môn tu phước. Cho nên khi mà Tổ Đạt Ma đi tìm ông vua để mà nhờ ông vua
giúp cho mình hoằng pháp ở bên Tàu này đó. Thì ông Lương Võ Đế khoe rẫm xây 72 cảnh chùa, nuôi mấy chục ngàn tăng ni, tổng có công đức gì không? Thì lúc đó đó, Sơ Tổ Đạt Ma nói không có công đức gì. Tại sao không nói công đức? Tại vì á, chỉ có cái phước đức, nhưng mà phước đức rồi đó, làm vua thì cái quả của đời thứ ba. Chẳng hạn bây giờ thầy thí dụ nè, ông Trump không có phước, ông được làm vua. Biden có phước được làm vua, phải không tụi con? Mà vua vua của Mỹ nha. Nhưng mà Biden ra cái lệnh mà phá thai đó, hợp pháp phá thai đó. Một năm giết không bao nhiêu triệu đứa nhỏ là quý vị thấy đọa bao nhiêu kiếp rồi. Rồi mà là ông vua mà chống phá thai thì được cái phước mà ông vua mà ra lệnh mà ủng hộ phá thai là đọa. Cho nên á, ông Lương Võ Đế ông bị đụng tới cái bản ngã của ông, và ông không có ủng hộ cho ngài Sơ Tổ Đạt Ma. Và ngài mới nên rúi Thiếu Lâm, ngài quay mặt vô viết tường. Tức là ngài thấy chưa có tới thời cơ mà ra hoằng pháp cho cái tối thượng thừa thiền tông này. Trong khi đó ông Thần Quang á, ông là giảng sư rồi, giảng sư về tịnh độ chứ chưa phải về thiền. Tức là ngài Huệ Khả đó, ông giảng pháp trời rải qua luôn. Ông giảng pháp nhiều người ngộ đạo, mà ông giảng đạo thì cũng giống như ngài Hương Vân vậy đó. Ngài Thăng Toàn, ngài giảng kinh Kim Cang mà có nhiều ông sư ra đảnh lễ, con cảm ơn hòa thượng, ngài đã phai mở Phật tánh cho con. Nhưng mà ngài không biết có ngộ gì, cho nên ngài mới từ giả, ngài không đi giảng nữa, ngài rút vào núi. Và sau đó ngài mới tìm lại, và ngài tìm tới cái phẩm ngài Huệ Khả, thì lật trúng cái phẩm Huệ Khả rồi. Trong cái đó ngài coi, ngài coi cái vị tổ với ngài, ngài lật lại những cuốn về lịch sử của các cái vị tổ, và ngài lật trúng cái ngài Huệ Khả. Mà ngài không coi ngay cái vụ mà Lục Tổ Huệ Năng, ngài giảng về kinh Kim Cang luôn, mà ngài coi về cái cuộc đời của ngài Huệ Khả. Thì cái chỗ này để tôi coi, lấy cái tài liệu ra coi, này là chỗ này là đây nè. Khi mà ngài đọc tới cái lịch sử của ngài Huệ Khả đó, thì ngài đọc tới cái đoạn nhị tổ Huệ Khả sau khi thăng tòa thuyết pháp, trời rải mưa Quảng Đà La nổi tiếng lắm, cho nên người ta đặt cho ngài là Thần Quang. Tức là ngài giảng pháp đến nỗi chư thần phải phóng quang rải qua mạng Đà La để cúng dường, cho nên ổng ngã mạng quá. Một ngày kia ổng đang thăng tòa thuyết pháp xong rồi, ổng về liêu ổng nghỉ, thì tối đó ổng thấy hai cái tên quỷ hắc bạch vô thường. Nó nói dạ thưa giảng sư, ngài tắm rửa sạch sẽ, đúng giờ ngọ ngày mai tôi sẽ xuống mời ngài xuống ở dưới điện Diêm Vương. Cái ông nói sao? Tôi là giảng sư mấy chục năm, ta giảng kinh ở cõi trời còn xuống rải qua cúng dường bao nhiêu người ngộ đạo. Ta lẽ là thoát khỏi luân hồi sanh tử, và sao ngươi còn kêu ta xuống trình diện vua Diêm Vương? Ông nói ngài giảng đó, người ta ngộ đạo, tức là ngài giống như là ngài là cái muỗng múc thuốc thôi. Ngài múc cho người ta uống, người ta hết bệnh, nhưng mà cái muỗng mãi mãi vẫn là cái muỗng, ngài không có nếm được mười pháp vị. Thành ra đó, ngài chưa kiến tánh, chỉ ngài hỏi là người nào mà thoát được cái dòng tay Diêm Vương, người nào mà kiến tánh rồi đó, thì cái người đó thoát khỏi dòng tay Diêm Vương. Hỏi tại sao? Tại Diêm Vương chưa chiến tánh, cho nên không thể nào bắt được cái người đã kiến tánh, không thể nào tìm ra người đó. Chừng nào ngài kiến tánh, hỏi giờ trên này có ai cứu ta được không? Nó chỉ có một cái ông hòa thượng râu rìa lông ngực. Ông đó ở đâu? Ông đó bên Ấn Độ mới qua mà tiếp Lương Võ Đế, rồi Lương Võ Đế không ngộ, nó chỉ có ông đó cứu được ông. Cho nên ông nói giờ, tôi nhớ rồi, cách đây mấy ngày ta đang giảng kinh, ông vô ông chê ta giảng chưa tới chỗ. Ông nói còn đứng ngoài cửa, ta giận quá, ta lấy sợi chuỗi ta ném ông gãi hai cái răng và ông bỏ ông đi. Nghe nói lên chùa Thiếu Lâm. Vì bây giờ là chỉ có ông đó cứu ta được. Và nói xong thì Diêm Vương nó cho ngài một tuần lễ, nghĩ cái công ngài có công đức truyền pháp. Một tuần mà ngài không tìm được ông, ngài nhận làm một đệ tử để mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến đó, thì chúng tôi sẽ bắt ông đi xuống và ông thọ mạng hết rồi, bonus cho ông một tuần. Và đó Thần Quang quảng quá, chạy ngày chạy đêm hỏi thăm, thì nghe nói đang ở trên núi Thiếu Lâm. Thần Quang lên tới nơi vào lúc mà tháng 12 tuyết đổ tới chân. Và ông quỳ xuống, ông nói với ông thầy tri khách, ông nói cho tôi gặp cái ông hòa thượng. Hỏi hòa thượng tên gì, nó giờ không biết.
là tôi được một cái vị nhị vị vô thường báo là hòa thượng râu ria lông ngực, tức là ngài râu rậm rạp vậy nè. À, ngài đang ngồi thiền, ngài diện bích, ngài nói ngài không tiếp ách, ngài sẽ nhập định 9 năm. Thì nói ta có chuyện gấp lắm. Và cái vị thị giả vô nói, dạ nãy giờ cái ông thầy, ông tên Thần Quang, pháp sư Thần Quang, ông quỳ từ đêm tới sáng giờ tiếc ngậm cổ rồi. Thì ngài mới ra nói đó, nó có quỳ tới Tết ta cũng không có tiếp nó. Thì cách đây mấy ngày nó ngã mạng, nó đánh ta gãy hai cái răng nè. Ta ra ta khai thị cho nó mà nó ngã mạng. Thì cái ông ra chú tiểu ra mới nói với ngài Thần Quang là ngài Quyệt Hạ, nó bây giờ ông tổ râu rìa lông ngực ông không tiếp, giờ làm sao ông tiếp. Chạy vô hỏi lại, ông ở thêm một ngày, ông ở về tiếp một ngày thứ hai nữa là 2 ngày. Tổ nói nó chưa đi hả, cái tên Thần Quang nó chưa đi, nó giờ chưa. Rồi chạy ra nó đuổi đi, ông đi, ông nói bây giờ tôi ở đây chừng nào tôi chết thôi. Thì trở vô nói cho sơ tổ Đạt Ma, ngài nói chừng nào nó biến tuyết thành màu đỏ thì ta tiếp nó, tuyết trắng mà thành đỏ đổi màu đi. Thì quý vị, chùa Thiếu Lâm là cái chùa dạy võ, chùa Thiếu Lâm là truyền thống là võ, cho nên ngài dòm thấy ở trước sân chùa đó có một số đao kiếm mà những đệ tử Thiếu Lâm là luyện còn đó. Cái ông nói với cái chú tiểu, ông nói là ta sẽ biến tuyết màu đỏ cho coi. Cái ông nói làm sao biết, ông có thần thông không có. Cái ở ngài đứng dậy, ngài lết rồi dẹt tiết ngài lại, ngài rút cái dao, ngài chặt cánh tay của ngài. Ngài chặt đứt cánh tay một cái thì máu nó tuôn ra, nó biến tiết thành đỏ. Ngài hốt tiết, ngài nói nè, hốt cái tiết này vô trình cho ông tổ mà râu rìa lông ngực đi. Thì vô tới nơi cái thầy sơ tổ Đạt Ma nói vậy, cái lòng cũng có thành, nó sẽ cho vô kiến kiến tổ. Tổ hỏi vậy nhà từ tiếng ta để làm cái gì, nó dạ con lo quá, quỷ vô thường báo con còn có 7 ngày, mà bữa nay con quỳ ngoài này 3 ngày, còn có 4 ngày nữa mà ngài không có khai thị cho con mà ngộ đạo đó, con không kiến tánh là nó sẽ bắt con xuống dưới Diêm Phủ để mà lượng tội con đó. Lúc đó là sơ tổ hỏi, nghe nói là pháp sư nổi tiếng lắm mà sao sợ quỷ vô thường. Nó dạ con có nói, con thuyết kinh chư thiên rải qua, long thần tán hưởng, thiên long bát bộ đều lại, nghĩa là ủng hộ, nhưng mà con chưa có ngộ thì con vẫn không thoát khỏi bàn tay của quỷ vô thường, chỉ có ngài mới cứu con được. Ông nói nhà ngươi tìm gì nữa, giờ tâm con lo quá mà giờ con không ngủ không được, ăn không được, ngày làm sao còn có 4 ngày ngày cứu con. Nó vậy ngày ngày đưa đem cái tâm ra đi ta ăn cho. Ngài Quỷ Khả nói cái gì, ngài đưa đem cái tâm mà lo lắng sợ chết con, ngài đưa ra ta ăn cho. Thì ngay lừa chỗ đó, giờ con tìm hoài mà con không biết tâm ở đâu, tâm không thấy. Cũng như quý vị nói tụi con tu tâm nhưng mà tìm tâm ra được chưa? Bây giờ con tìm không ra, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Vừa nói câu đó thì ngài Quệ Khả ngài ngộ. Tìm không ra tức là an tâm, tức là cái tâm thương, tâm ghét, cái tâm lo, tâm sợ, tâm phải, tâm quấy của mình nó là tâm vọng. Quý vị giận vợ, giận chồng nhưng mà khi quay lại tìm thấy đâu mất à? Tụi con đã từng giận chồng, giận vợ phải không? Có không? Nhưng mà giận đâu phải giận hoài, nếu nó là cái thời nó là sự thật thì nó là 24 trên 24. Hoặc là nó 1 năm 365 ngày cứ giận chồng hoài, nhưng mà nó chỉ thoáng lên do cái nhân duyên ổng làm nói nghịch lỗ tai mình giận. Mà mình giận rồi qua hết cơn giận nó biến mất, con tìm ra cái tâm giận nó không? Tìm không ra. Không ra tức là người nói là giả không thật. Mà chỉ có cái tánh biết thật tánh của mình á là nó không bao giờ giận, nó thật hoài à. Và ngay lúc đó Thần Quang biết chỗ quay về. Rồi, bây giờ tôi đi đọc tiếp nè. Khi tổ Huệ Khả đảnh lễ sơ tổ Đạt Ma, tâm con không an, sợ quỷ vô thường, xin ngài dạy con phép an tâm. Sơ tổ Đạt Ma dạy, ông đem ra ta an cho. Nhị tổ đáp, con tìm tâm không được. Sơ tổ Đạt Ma dạy, ta an tâm cho ông rồi. Chỗ này Huệ Khả ngộ cái gì? Thần Quang ngộ cái gì? Tức là cởi trâu mày đi tìm con trâu. Tụi con là cái người đi chăn trâu, có 10 con trâu. Nhưng mà tụi con đi tới chiều về đếm hoài, đếm hoài. Bữa nào chẳng hạn đây mình nuôi trù nha, đây đất rộng này nuôi trù, giao cho thệ sanh cởi 10 con trù đi bỏ ăn cỏ. Nhưng mà cứ tới chiều về thệ sanh nó cứ đếm hoài, sao có 9 con à, nó đếm hoài. Thì có phải là mình nó cái Phật tánh nó theo mình như bóng với hình,
mình dẫn ông Phật đi ăn, mình ôm ông Phật ngủ, mình bắt ông Phật đi công quả, theo mình như bóng với hình, mà mình tìm không gặp. Tại vì mình cưỡi trâu, sao mình đi tìm trâu, mình điếm những con trâu người ta thì thấy, mà điếm trâu mình không ra. Ngài Nhĩ Tổ, Ngài ngộ là tại vì Ngài ngộ được cái lý là mình cưỡi trâu mà đi tìm trâu. Nghe chưa? Và nhận giặc làm cha. Nhận giặc làm cha có nghĩa là lâu nay đó. Thí dụ như vậy nha. Tụi con có cái Phật tánh nó thanh tịnh lắm. Cái Phật tánh này nó ở lỗ tai kêu là tánh nghe. Ở lỗ mũi là kêu là tánh biết mùi. Ở mắt là tánh thấy. Phải không? Nhưng mà cái tánh nghe mà nó bao trùm cả cái chuyện này. Chuyện, mấy cái bà tám đâu có bằng cái nghe của mình. Nhưng mà mình đi ngang chỗ đó mình nghe hai bà tám nói chuyện. Cái là mình á. Mình làm chủ cái đó mà mình lại bị nó dắt đi. Nó lại coi nó nói gì. Mà chỉ cần nói có tên Quang Minh vô là Quang Minh bắt đầu nổi điên lên rồi. Thành ra đó, tụi con trở lại lấy cái quyền làm chủ, tu là lấy quyền làm chủ, trở lại cái mà nó, cái Phật tánh nó là nó bất sanh bất diệt. Cái ma tánh nó là sanh diệt, nó vô thường. Cho nên á, Ngài ngộ là ngộ chỗ đó chứ không phải gì hết. Còn Ngài Hư Vân á, Ngài nghe tiếp đó nè, Ngài Quệ Khải nghe tiếp đó nè. Cởi trâu mà đi tìm con trâu lạc, nhận giặc làm cha, có tâm tham. Bây giờ tu rồi, lúc này tổ phải giải thêm nữa. Ngài nói như vậy đó là con sẽ bật hết các duyên, phải không? Ngài nói khi ông ngủ ông cũng bật hết các duyên, nhưng mà đó là gì? Vô ký. Tụi con tu tới cái chỗ mà tụi con thường lầm lắm, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì lúc tụi con ngủ có nghĩ thiện, nghĩ ác không? Nhiều người rơi vào cái đó gọi là vô ký thiền đó. Tụi con chết rồi, tụi con đầu thai một là về cõi trời phi tưởng, không còn tư tưởng nữa, đọa lạc. Một trong cái bắt nạn là ngồi hoài, mà rước xuống đây là thành ông này nè. Nhìn qua đấy, con của Tuệ Quang đó, nó từ cõi trời phi tưởng nó rớt xuống đó. Tới giờ ăn biểu nó ăn, nó cũng không ăn nữa. Ba nó đem cái cơm nó ăn, ba nó kêu dẫn đi làm công quả, ba nó biểu làm, nó không làm. Nó sống trong cái thế giới là phi tưởng, không có khởi thương ghét gì hết, không có lợi ích gì hết. Bây giờ mà dù con bỏ nó ngồi đây mà con không kêu nó đi ăn, có thể cả ngày nó không đói, nó không khe nữa. Có phải vậy không? Bật hết cái duyên. Bật hết cái duyên nhưng mà thì sao? Bật hết các duyên mà hả, mà nhiều người họ rơi vào không đó. Mà bật hết các duyên không được rơi vào không, mà rơi vào thông. Thông nó khác à. Nhớ nha, tâm không và tâm thông khác nhau không? Cái tâm không là chấp vào rơi vào cái không đó, thành là rơi vào cái định không vô biên xứ. Bật hết tư tưởng. Mà cái loài nó như vậy, mình từ cái loài hữu tình, có thương, có hiếu, có tâm bồ đề, có tứ hoằng thệ nguyện, mà mình rơi vào cái không để đạt cái định không vô biên xứ, là một trong những cái tứ thiền cao lắm, nhưng mà một trong cái đại nạn. Cho nên tu là Phật không thể rơi vào không, mà rơi vào thông. Thông là thông suốt, rõ ràng, hằng giác, hằng biết, chứ không phải là không. Còn ngồi thiền để mà lầm tưởng cái chỗ này là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì lúc tụi con ngủ sao? Ai đã từng ngồi thiền biết rồi, khi tụi con ngồi mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không vọng tưởng là con hôn trầm. Tụi con ngủ. Tụi con chết, một là tụi con đặt những cái quả vị không vô biên xứ, con lên làm trời phi tưởng, một trong tám nạn. Như thằng bé này hết con trời phi tưởng nó rớt xuống nè, ngồi đây tâm chánh định như bất động đó. Vì nó rơi vào không, chứ không phải rơi vào thông. Thông và không quá hoàn toàn khác nhau. Nhận giặc làm cha, thì bây giờ lúc đó Ngài Nhị Tổ mới hỏi làm sao biết. Thì sơ tổ dạy, khi tâm tham khởi lên mình biết tâm tham, khi tâm sân nổi lên mình biết tâm sân. Thầy hỏi Quang Minh, khi mà con linh nó làm con giận, con nổi tâm tham, con biết con giận không? Thì cái mà biết tâm giận, cái đó là chủ. Mà cái tâm giận đó là khách, đó là tâm ngọt. Mình chủ mình mới biết nó. Giờ mình biểu nó đừng giận được. Còn ngược lại đó, mình để giận giặc làm cha là để cái tâm giận á, nó còn trô cái tâm Phật của mình. Nó không nghe tâm Phật của mình.
Cũng như trong này sư phụ là ai? Sư phụ là sư phụ tụi con. Trí huệ sư phụ hơn tụi con. Cho nên tụi con kêu là sư phụ, đúng không? Mà trong khi sư phụ lại nghe lời tụi con, thì sư phụ nghĩa là nhận giặc làm cha, nhận con làm thầy đó. Từ chỗ này tụi con mới thấy, chứ không phải rơi vào không. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì mặt thật của mình, chỗ này nhiều người lầm lắm. Rơi vào vô ký. Một người mà tai biến mạch máu não, người đó còn thở không con? Người nào mà bị chết não đó còn sống không? Người thực vật còn sống không? Người thực vật còn sống nhưng mà không lợi ích gì hết. Đi cầu ra vợ cũng phải chùi, ăn vợ cũng phải đúc, mổ cái lỗ đại bồm. Thì tu từ một người có tâm thương ghét mà làm chủ được tâm thương ghét, một người có cái tánh biết rõ ràng thông suốt mà mình nó chạy theo cái tâm ngọn, thì tu lúc này sơ tổ mới khai thị nói là gì? Khi một tâm tham nổi lên biết tâm tham, khi một tâm sân nổi lên biết tâm sân, nha. Tỉnh thức rõ ràng trong từng sát na. Rồi như vậy, sau đó ngài mới khai thị. Nghĩa là lúc đó cái ngài Huệ Khả mới nói con bây giờ đó là bạc hết các duyên, không thiện không ác. Ngài nói coi chừng rơi vào vô ký, coi chừng rơi vào không. Mà nhớ là tâm vô sở trụ, hồi xưa trụ vào thương là đi về cõi trời, trụ vào ghét đi vào địa ngục. Mà không trụ giữa hai cái đó, nhưng mà sao? Mà đừng có trụ vào cái không mà phải trụ vào cái thông. Thông là thông suốt. Thông nó khác chứ không nha. Nha. Chẳng hạn như nếu con đi mua một cái bó rau, mua một trái bầu, con đi ra ngoài không có bầu con về, còn người thông suốt không có bầu mua bí, người đó thông thì cơ ứng biến, còn người mà kẹt vào cái không là không luôn à. Nha. Cho nên tụi con tu từ một cái người biết thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con, biết niềm sầu, nỗi khổ của dân tộc mà trở thành không, tức là si. Cho nên á, các thầy tu riết một thời gian đó là coi như là đi là tự trói mình. Tâm vô sở trụ nghĩa là không trụ vào thương, không trụ vào ghét, mà không trụ vào cái không nữa, mà phải trụ vào cái thông. Đó là nó quyển chuyển, đạo là lưu thông. Một cái ly nước, một cái dòng suối mà nó chảy là nước nó xài được, kêu là nước lưu thông. Mà một cái vũng nước mà nó không lưu thông, nó trở thành là cái gì? Nó sinh ra di trùng. Cho nên cái tâm của chúng ta là nó phải đạo là lưu thông. Thân cử bước thênh thang, tâm tự tại an nhàn, tới lui không vướng mắc, vượt thoát khỏi trần gian. Mà tụi con rõ ràng bây giờ hồi xưa là kép vào có, bây giờ kép vào không cũng kẹt luôn. Phải hiểu vậy, bởi vì vô sở trụ không trụ chỗ nào hết. Tỉnh thức rõ ràng trong từng sát na, tâm vô sở trụ là Phật tánh, tâm không dính mắc, có chừng rơi vào không. À, khi tụi con ngủ tụi con đâu có dính mắc. Tụi con tái sinh trở lại nếu đủ phước lên cõi trời phi tưởng một cái nạn. Và nếu mà không đủ phước làm con sứa. Con sứa nó có thần thức nhưng mà nó không có cảm giác gì hết. Tụi biết con sứa trên biển không? Nó di chuyển, tụi con có lấy dao chặt nó cũng không có cảm giác đau nữa. Cho nên loài dao cái loài đó mới khổ đó. Cho nên kinh Phật đó, loài hữu tình là loài chúng sanh nè. Loài vô tình cũng từ cái Phật tánh này ra, mà tại vì tu tầm bảy cho nên bật hết tất cả những cái mà diệu dụng của Phật tánh. À, người nhận ra cái bất tử, thần chết không tìm được người này. Và sau khi thần quang á, ông tìm được cái bất tử rồi thì bắt đầu đúng 7 ngày quỷ vô thường lên bắt. Quỷ vô thường hồi xưa thì ông sợ, thì ông khởi tâm sợ, thì ông là tâm sợ. Tâm sợ là tâm chúng sanh hay là tâm Phật? Tâm sợ. Mà quỷ thần có tâm sợ không? Có. Tâm thương quỷ thần có tâm thương không? Có. Nhưng mà giờ ngài vô tâm chưa sở trụ, cho ngài nói bắt đi. Ngài thần quán nói bắt đi, và ngài đi vào cái tâm là vô sở trụ. Cho nên tìm không ra. Và quỷ vô thường quá cái giờ đó đi về. Và lúc đó quỷ vô thường đi rồi, thì quỷ vô thường mới nói ông đã thoát khỏi cái dòng kiểm soát của Diêm Vương. Vì ông đã vào cái cảnh giới Niết Bàn, không thương, không ghét, không có bắt được ông nữa. Đó, tụi con phải hiểu chỗ đó.
Cho nên cái ngộ đạo của Ngài Hư Vân là Ngài ngộ được do Ngài coi. Rồi Vị Khả 1, Khả 2. Đây, chỗ này cho con để ý, Phật tánh là tánh giác. Khi mà tụi con trở về Phật tánh rồi đó, ví dụ cái phone tụi con bây giờ nó reng, cái tụi con chạy lên tôi trả lời là bình phạm phu rồi đó, vô tình cái phone con nó rớt ở trong này, nếu mà con phạm phu thì nhảy sao, nhảy vô bưng móc. Còn người mà trở về dưới cái thông suốt rồi, nó cả đều quyển hết. Cái bản chất của cái phone là nó quyển, chứ nếu mà nó là thật sự nó là vĩnh hằng thì bỏ vô lửa nó cũng không cháy, nó như vàng rồi. Cho nên người ta tỉnh bơ hả? Rồi á, có mất bao nhiêu người ta cũng tỉnh bơ, cho nên người ta ở trong trong tâm chính định như vô bất động, cho nên không có ai mà làm cho họ đau khổ được nữa. Nha. Thì bây giờ cái chỗ này đó, một ngày kia thầy ngộ đạo, sau khi thầy ngộ cái bài kinh mà nửa hồn sinh đau, cái bài nhạc nửa hồn sinh đau rồi đó, thì thầy tìm ra cái chỗ này. Một bữa đó Hòa Thượng Tiên Hóa ngài mới nói, thầy biền quá, thầy vô chùa thầy bị phiền phức quá, tại vì người Tàu mà. Ở chung với người Tàu mình không rành tiếng cổ dị đồ đó, có biết tiếng Tàu ở trên Giang Phước Thành đó. Mình làm những chuyện mà người ta nhiều khi mấy người Tàu mấy tăng xù xỉ nhau mà họ nói gì mình không hiểu, mình tức là nghĩa nó xấu mình. Tụi con cứ nghĩ coi, mình của mình Việt Nam vô đó mà mấy người Tàu nó cứ xì xì nhau, mình khó chịu quá. Cái lên gặp Hòa Thượng đó, con suốt ngày con phiền não quá Hòa Thượng ơi, ở đây mà hả, mà con mà ra thấy tăng ni và ăn là con chịu không được. Ngài nói mày muốn hết phiền não bây giờ mày coi 10 cái giới của mày đó với sa di. Tôi nói ủa sao kỳ vậy, mày về mày ngồi đọc lui đọc tới 10 cái giới đi rồi mày sẽ hết phiền não. Tôi nói ủa mấy ông thầy này đâu có sát sanh đâu mà tôi phải sợ sát, mấy ông thầy nó chỉ nói xấu thôi, sát sanh cũng không áp dụng được, trộm cắp cũng không áp dụng được. Ở trong này là tăng ni đâu có chuyện dâm dục gì đâu, mấy ông tăng nó không nói xấu chứ đâu mà ta bên dạng Phật thành tăng ở tăng ni ở đi thì đâu có sử dụng cái dâm vô. Rồi cái khẩu nghiệp á, thì mình nói cái khẩu nghiệp thì ông mình có thể control cái khẩu nghiệp, mình làm sao mà control được khẩu nghiệp của mấy cái ông thầy người Tàu. Rồi uống rượu thì trong này không uống rượu, rồi ăn chay là trong dạng Phật thành ăn chay ngày có một bữa rồi chắc chắn không có phạm rồi. Rồi không nằm giường cao chiếu rộng, trong đó ngủ ngồi không à, không có giường cao đâu đó. Rồi không trang điểm, không là trò mát, con nói là 10 giới này mà mấy ngày sau lên trình của Hòa Thượng nó tìm chưa ra, tìm nữa. Thì một bữa đó là hai cái người nấu ăn, hai cái người nấu ăn ở trong cái nhà tù của Giáo Phật Thành, họ gây lộn nhau. Thì họ nấu súp, cái người kia nấu súp là phải bỏ bột niêm, không có hóa chất, còn người nó nấu súp là phải bỏ bột ngọt nó mới ngon. Hai bên cãi với nhau là coi như muốn đánh nhau. Thầy lúc đó tự nhiên thầy ngộ. Thầy ngộ là sao? Thầy nói, thầy lên đại trình Hòa Thượng liền, con biết rồi, từ nay con ở trong chùa ha, ở đó chỗ đâu mà con muốn tránh phiền não, con sử dụng cái giới là không nằm giường cao chiếu rộng. Cái ông hỏi hết đại chúng, ông ghi, ông đến chuông kêu đại chúng, hỏi này bữa nay cái thằng sư Việt Nam này nó ngộ như vậy, tụi bay hỏi cái gì không? Thì lúc đó trong đó nó tầm bậy, không nằm giường cao chiếu rộng có dính líu gì tới cái vụ mà hai cái người nấu ăn. Và thường nói tụi bay vậy là thua thằng Việt Nam này. Bây giờ đó, tụi con nhớ, mỗi một người mình á, có cái size khác nhau, người cao 5 feet, người cao 5 feet 2, người cao 4 feet 8, người cao 6 feet 2. Có phải là chúng ta có cái giường trong cái chuyện thiền sử, có một thằng ăn cốp, nó đứng ở trên cái ngã ba đường, nó giỏi lắm. Cứ ông đi qua, bà đi lại, nó có cái giường của nó bắt lên nằm. Thằng nào cao thì nó chặt. Thằng cái giường của nó chỉ có 6 feet thôi, mà thằng nào 6 feet 2 nó chặt đi biết 2 inch chết không? Cũng chết. Mà thằng nào 5 feet thì nó bắt cho mấy thằng lâu la kéo ra cho đủ 6 feet cũng gãy chân. Cho nên thằng nào mà vừa mát với nó đó thì nó cho đi qua, hay vừa mát với nó thì nó lại tặng quà, nó tặng tiền, nó cho đi qua. Mà mỗi một ngày nó giết cả vài chục thằng, nó chỉ có 1-2 thằng mới mát cho nó thôi. Đó. Thì cái giường cao chiếu rộng là gì? Bây giờ Quang Minh có cái giường nấu ăn của Quang Minh, thằng Hải có cái giường nấu ăn của thằng Hải, mà đem cái giường của thằng Hải đấu với cái giường của thằng Quang Minh là có chuyện liền.
Thầy tụng kinh, thầy có cái bài tán tụng của thầy. Ông thầy Quế có tán tụng thầy Quế. Cho nên từ chỗ đó tụi con thấy công ty nó có cái giường của nó, nó thông băng, nó chạy chẻo của nó. Phải không? Tụi con hiểu chưa? Từ cái chỗ đó mà thầy ngộ được là mình đừng cái dùng cái giường của mình để mình bắt người ta theo mình là cũng chết. Người đó lùng mình kéo ra là cũng gãy xương, mà người đó cao mình chặt cũng chết. Mà vì chặt nhau vậy từ nay đó, cái họ lùng kệ nó, họ cao kệ nó, mình không dùng cái giường của mình để mình đo người ta. Thầy ngộ là ngộ ngay chỗ đó. Thì lúc đó hòa thượng kêu một đám tăng đi, đó là cái thằng Việt Nam này mà nó ngộ được cái trong 10 giới đó, là cái giới đừng có nằm vào giường cao chiếu rộng, có nghĩa là cái mình tưởng là nằm giường mắt, không phải. Mà đừng đem cái giường mình ra để mình bắt tất cả mọi nằm, mọi người cùng nằm lên cái giường đó, hiểu chưa? Cho nên cái giường nó quá rộng đi, thu hợp, mình chỉ dùng đủ cái giường đó cho cái thân mình thôi. Tụi con thấy không? Nhiều khi cái hiểu đạo nó thích cười lắm. Nó ngộ đạo nó thích cười lắm, mà từ đó là thầy đi vô là thầy ở, thầy không bị phiền não. Nó muốn chửi, nó muốn nói cái gì nó, tại vì cái giường của nó là như vậy. Nó đo với cái giường mình không thể nào sai được, thành ra mình từ nay đó, thằng Hải nó có cái giường của nó, ông Nghĩa có cái giường của ông Nghĩa, đúng không? Quang Minh có cái giường của Quang Minh à. Thành ra đó giường của mình chỉ lo cho mình thôi, đừng có làm cái giường cao chiếu rộng mà gom hết, ai cũng bắt nằm trên cái giường mình, thành ra có chuyện. Một cái câu khai thị đơn giản của một vị thầy là Hòa Thượng Tiêu Hóa, mà sư phụ biết cái lối qua vô. Cho nên từ khi tụi con tu này đó, nếu mà tụi con á mà cứ muốn tụng có thần lực, tụi con phải trong 10 phần kiến tánh tụi con từ một phần một. Hiện giờ cái level tụi con là thầy biết tụi con chỉ ở là nhân thiên thôi. Tu kiểu tụi con là ở phước báo nhân thiên, tụi con chỉ được cái hàng chư thiên hộ. Khi tụi con làm phô hoa chỉ có hàng chư thiên hộ thôi. Và mãi mãi tụi con không thể nào, chư thiên còn luân hồi không quý vị? Còn không? Còn. Làm sao họ đẩy người kia lên cảnh giới cực lạc được? Thấy không? Tụi con thấy rõ chưa? Niệm mà cái chỗ vô niệm, tụi con nghĩ vậy, niệm, vô niệm không phải là không có niệm. Mà niệm, niệm thương khởi lên biết niệm thương, niệm ghét bên khởi nó ghét. Mà chúng ta đó, tu cái tịnh độ này là lợi dụng. Không thể nào mà chúng ta bật hết tất cả cái vọng tưởng từ một ngày tới bảy ngày, giữ tâm nhất tâm được. Mà hả, một niệm thương khởi lên là niệm ghét đi không? Có khi nào mà con vừa thương con Linh mà vừa ghét Linh được không? Vừa tán nó cái vừa hung một lượt được không? Cho nên một niệm thương nổi lên là nó giết đi cái niệm ghét. Mà một niệm ghét nổi lên là nó giết đi niệm thương. Cho nên cái phúc lâm chung đó, mình tập trung lại đó để mình trụng chú. Thì trong lúc tụi con chúng lăng nghiêm á, 45 phút đó tụi con ở chào cái niệm thanh tịnh. Tụi con tụng chú lăng nghiêm, tụi con suy nghĩ được không? Nó nói cái gì không? Không nói cái gì được hết. Cho nên nhờ cái đó mà vô tình tụi con ở vào cái trạng thái là tâm thanh tịnh. Còn nếu mà tụng A-di-đà Phật thân kim sắc, cái mình nghĩ Phật Di-đà màu vàng, tướng hảo quang minh vô đẳng lưng bạch hào chân mày trắng, là mình tụng đó mình có niệm dẫn đi. Cho nên khi dụng thần chú là tụng Phật đánh tôn thắng, mà tụng lẹ tụi con thấy tụi con cũng trở trạng thái là vô niệm đó. Không có thương ghét gì được, không có hiểu đúng đó. Cứ tụng về nó vô tình từ từ tụi con mở trí huệ. Cho nên cái tách đích của hộ niệm mà phô qua đó là tụi con phải mở được một phần kiến tấm. Mà con mở cái trình độ của con mà tụng mà chiến tâm ích kỷ đó, thì tụi con làm đưa cho người nó đi xuống thấp nữa. Tụng với loài người con đẩy được họ đi vào trong cõi nhân thiên nè, cõi cõi trời cõi người thôi, mà tụng với tâm mà thập thiện thì đẩy họ lên được cái cõi trời. Nếu tụi con là thập thiện mà có vợ chồng thì họ tái sanh vào cái cõi vợ chồng. Còn khi con đạt tới cái trình độ đó mà tụi con á, giữa niệm thiện và niệm ác á, tụi con có cái chữ thông chứ không có chữ không. Đạt được chữ thông á thì tụi con mới cứu người được nha. Cho nên á, tụi con tưởng ngồi thiền mà thành Phật, không có phải. Nghe kỹ đây nè, nghe kỹ cái bài mà kể ngộ đạo của ngài, cái ngài Huệ Khả nè. Cái bài này rất là hay. Sau khi mà ngài ngộ được á, ngài ngộ được á, là một bữa nọ ngài Huệ Khả, để coi cái bài kể của ngài Huệ Khả đây, số 3, số 4. Đây,
Do vậy Đức Phật dạy, số 4, đây đây nè. Ngài Huệ Khả sau khi hiểu đạo, ngài mới nói Phật tánh là tánh giác, đồng với bầu thái hư, không thiếu cũng không dư, là tánh biết liễu liễu hằng tri, mà sao còn chạy theo thương ghét? Phật tánh là tâm vương, mà tại sao còn chạy theo tâm lính? Tụi con biết duy thức học tâm vương, Phật tánh mình là tâm ông vua, ông vua ra lệnh cho lính, mình biểu nó đừng giận, mình biểu nó đừng ghét, biểu nó đừng ích kỷ, những tâm thương ghét đó là tâm lính. Mà ngược lại đó, mình để cho cái tâm thương ghét đó, nó dẫn cái Phật tánh mình đi vào luân hồi, mình chạy theo cái tâm ngọn nha. Phật tánh là cái liễu liễu hằng tri hằng giác, mà tại sao chạy theo thân ngũ quẩn? Ngũ quẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Ai soi thấy cái thân này không thật, người đó kiến tánh hết khổ. Vậy nếu ông đã kiến tánh, ta sợ rằng ông bạc hết các duyên. Mà khi tụi con hành Bồ Tát, tụi con phải là gieo duyên với chúng sanh. Bởi vậy có những vị A-la-hán cái thời Phật, khi nghe mà Phật giảng lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ ba la mật. Cho nên mấy ổng nói trời ơi, tôi nhẫn nhục khó quá, phải chung đủ với chúng sanh, nó làm đủ thứ chuyện mà mình phải nhẫn nhục. Đức Phật phải bị Bề Đà Bạt Đa lăng đá, bị hại đủ thứ chuyện, bởi vì các vị thánh tăng đều bị hại bị nạn, mà các ngài lấy cái đó để mà hoàn thành cái hành nhẫn nhục. Cho nên các vị A La Hán nói sao? Không vô tướng và không có tác, không có tạo tác, bạc hết các duyên. Vì bạc hết các duyên cho nên Phật gỡ là gì? Chỉ hết luân hồi sanh tử, nhưng không lỡ chúng sanh là rơi vào cái đó là hạt giống chết, kêu là độn căn A-la-hán. Ta sợ ông là vai vai trả trả, cho nên á, ông đã kiến tánh thì ông phải trình cho ta. Thì bữa đó là đi hai thầy trò, ngài Huệ Khả đã ngộ đạo rồi, đã được ngài Sơ Tổ khai thị rồi. Một bữa đó ngài mới đi qua cái dòng sông, từ chùa Thiếu Lâm qua dòng sông, bước lên con thuyền thì chạy ngang cái thuyền, nó chạy dọc tới bờ sông thì thấy có con rắn nó cắn cái con ếch. Ngài Huệ Khả mới hỏi tổ, con rắn cắn con ếch, con nào tạo tội mà con nào trả nghiệp? Con nào tạo nghiệp và con nào đang trả nghiệp? Tức là mình thấy con rắn đang cắn con ếch, thì tôi có hỏi nhân duyên gì mà cái con rắn nó cắn con ếch? Con nào đang trả nghiệp và con nào đang tạo nghiệp? Thì tổ mới la, tổ nói là bỏ ngọn theo gốc rồi. Tổ nói cái Phật tánh là cái tánh giác của ông biết sự việc đi, mà ông ưa nhiều chuyện quá, ngộ đạo như vậy là còn nhiều chuyện lắm, phải không? Thì giống như tụi con thấy cái chuyện đó, tại sao lúc đó là ngài nhị tổ quản hồn và quay trở lại liền. Tụi con thấy khi đi ngang thấy hai người đó làm cái đó, tụi con ơi để ý vô cái chuyện thị phi người ta lắm, người đó đúng người đó sai, mà mình cái Phật tánh mình nó rõ biết như vậy thôi, như thị thấy rõ như vậy thôi, chứ đừng có như thị là thấy rõ như vậy, liễu liễu hằng tri thôi, chứ đừng có tìm hiểu nó là ai trả ai vai, thấy không? Mình mà thấy hai vợ chồng đó mà nhất lần ti tới hai chồng nó gây lộn là thôi khuyên can đủ thứ, thấy không? Đem kinh ra giảng. Nhưng mà người mà đi tới cái chỗ tối thượng thừa rồi, cái Phật tánh là cái thanh tịnh nó cao quý quá, cho nên ngài Hư Vân khi mà nghe bể cái tiếng tài bể cái rụp là ngài thấy rõ ràng cái tánh trà nó là vô thường, nó rất nó bể, nhưng mà cái tánh nghe của ngài đó, cái nó thường hằng, cái đó là cái bất sanh bất diệt, cho ngài biết chỗ ngài vào. Sau đó là cái ngày A Nan á, sau đó ngày Hư Vân ngày nghe cái bài kệ trình nè, ông trình cho ta kiến giải nghe Huệ Khả.
Thì bắt đầu Ngài mới nói thế này: Phật tánh liễu liễu hằng tri hằng giác, mà tại sao chạy theo thân ngũ quẩn, sắc thọ hành tưởng, sắc thọ tưởng hành thức? Ai soi thấy ngũ quẩn dây không, người đó kiến tánh hết khổ. Vậy ông trình kể kiến tánh cho ta, để chắc rằng ông không rơi vào vô ký. Rơi vào vô ký cũng là rơi vào cái phi tưởng, một trong bát nạn. Lúc đó Ngài Huệ Khả mới quỳ xuống và nói bài kệ như sau: Người đời vai trả trả vai, cứ vai và trả biết ngày nào xong. Nhờ thầy nhắc khéo con không, không theo thế sự ở trong niết bàn. Vào đây thấy được rõ ràng, tánh ý thanh tịnh rõ ràng được nghe. Nghe thấy thanh tịnh không che, những thứ vật chất không đè được con. Thì ra Phật tánh trống không, không có vật chất ở trong niết bàn. Không có vật chất rõ ràng, thấy nghe thông suốt không bàn thứ chi. Thiền tông quả thật diệu kỳ, không theo vật chất cái gì cũng thông. Thông chứ không phải là không nha. Không theo vật chất cái gì cũng thông. Ngày xưa con cứ ngóng trông, mong sao thành Phật để xong luân hồi. Năm tháng ngồi thiền thế thôi, để thôi sanh tử luân hồi bỏ ra. Hành thiền năm tháng đã qua, thì ra vô ích vì ta giải khờ. Giải khờ vì hiểu du dơ, dũng công quán tưởng là bờ trầm luân. Vì vậy Đức Phật bảo dừng, luân hồi sanh tử tức thì dừng ngay. Nhờ con dám chặt cánh tay, để cầu giải thoát Đức Thầy dạy con. Hôm nay Thầy khéo dạy con, chỉ hỏi rắn ếch mà con về nguồn. Chứ hỏi con rắn con ếch mà con về nguồn. Về nguồn con thấy rõ hơn, ở trong thanh tịnh không buồn không vui. Thanh tịnh không có cái tôi, cái tôi là cái tôi á, mà chỉ thấy biết muôn trùng xa xăm. Vào đây con chỉ âm thầm, vì vậy vật chất cõi trần đứng yên. Người nhìn thấy tưởng con điên, không nhúc không nhích y như trời trồng. Thầy biết con vậy đã xong, vì vậy đứng nhìn đệ tử thầy rơi. Rơi vào Phật tánh thảnh thơi, vì không vật chất thảnh thơi vô cùng. Đức Phật chỉ dạy tột cùng, rơi vào bể tánh là đây niết bàn. Niết bàn hết chuyện thế gian, mà chỉ thấy biết muôn ngàn diệu linh. Diệu linh tức là thần thông diệu dụng đó. Vào đây muốn có quyền linh, khi mình muốn khởi quyền linh có liền. Quyền linh bể tánh linh thiêng, không được thi thố trước người thế gian. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, khi ngộ thiền học không màng quyền linh. Quyền linh sử dụng thì mình bị dính, bị mắc luân hồi kéo ngay. Vào trong lục đạo thi tài, thi tài mà được, thi hoài không thôi. Từ từ nghe thầy khai thị cái bài mà kiến tánh của Ngài Huệ Khả. Thôi giờ tụi con chưa nghe cái bài này phải không? Nghe thầy nghe trình nè. Nghe thầy trình nè. Khi mà ông đệ tử Huệ Khả đó con á, bật hết các duyên, thấy không? Không thiện, không ác thì nó coi chừng rơi vào không. Ngài nói rõ ràng, giàu biết con rơi vào thông. Thông thì trình kệ đi, Ngài mới nói. Ngài mới nói thế này: Người đời vai trả trả vai, tụi con có thấy không? Bây giờ con với con Linh đó, đời trước có vai có trả không? Bất quan gia bất thành phu phụ. Bây giờ một á là con lên con trả nó, hai nó trả con, mà vấn đề mà lố thì sao? Người đời vai trả trả vai, cứ vai và trả biết ngày nào xong. Cho nên chúng ta cứ vai trả trả vai hoài. Nhờ thầy nhắc khéo con không,
không theo thế sự ở trong niết bàn. Hả? Mình không chạy theo cái chuyện thế sự là mình ngay cái đời này mình ở trong niết bàn rồi chứ còn cái gì. Phật tánh mình nó ở sẵn, nó ở thiên đường, nó không có sạch thêm, mà ở trong địa ngục nó không có dơ thêm. Hả? Nhờ thầy nhắc khéo con thông, thông theo thế sự ở trong niết bàn. Vào đây thấy được rõ ràng, người mà thấy được chỗ này là thấy được rõ ràng. Tánh ý thanh tịnh rõ ràng được nghe, nghĩa là mình biết nè, cái Phật tánh mình nó ở ngay cái lỗ tai là cái tánh nghe nè. Hả? À, cái này cũng vậy, nó có bị vô thường nè, cái lo này mà hết duyên là nó đứt nè. Còn cái tánh nghe mình chết cái thân này rồi đó, cái ý thức mình xuất ra đó, nó vẫn có tánh nghe. Cho nên lúc tụi con ngủ tụi con vẫn có thể sử dụng cái thần thức tụi con bay đi chỗ này chỗ kia, vẫn thấy nói chuyện, đâu có sử dụng cái thân này đâu. Cái tánh nghe nó thường hằng, khi sống nó vẫn có mà khi chết nó vẫn có. Cho nên nó bất sanh bất diệt. Không theo thế sự là ở trong niết bàn. Vào đây thấy được rõ ràng, tánh ý thanh tịnh rõ ràng được nghe, nghe thấy thanh tịnh không che. Rõ ràng nó không có gì che phước nó hết á. Mà tại vì mình, cái lỗ tai mình nó bệnh, nó chỉ nghe được lời khen, mà nó nghe được lời chê là nó mất liền. Lời khen thì khởi tâm gì? Tâm thương. Lời chê là khởi tâm gì? Tâm ghét. Mà bây giờ rõ ràng á, hồi đó ông Tệ Sanh đi cua gái á, mà con chua riết á, đầu tiên nó ghét con mà. Mày đẹp trai không bằng che mặt, cua riết dính không? Dính. Đó là cái nhân duyên để mà tréo với nhau đó. À. Những thứ vật chất không đè được con. Bây giờ rõ ràng cái người mà tới cái trình độ này vật chất đâu có đè được. Mà vật chất không đè được tức là sao? Mất. Cái đó là mất thôi. Cái đó là cái sinh diệt mà. Nó do dân... Điện thoại là do những cái bàn tay của những người thế gian họ tạo lên những cái này, những cái con chip, những cái mạch điện nó trở thành ra là có satellite, có wifi là nó bắt thôi, có sim ca. Cho nên á, những thứ vật chất không đè được con người mà ở trạng thái này là ở cảnh niết bàn chứ còn gì nữa. Nghe không? Thì ra Phật tánh trống thông, trống mà thông, chứ không phải là trống không. Không có vật chất ở trong niết bàn. Cõi niết bàn là không có vật chất. Những người ở cảnh giới niết bàn rồi đó thì ở cõi cực lạc cũng vậy, mà ở địa ngục cũng vậy thôi. Nhớ kỹ à. Cho nên cái người giàu không phải là người có nhiều tiền, mà cái người đó hết tâm tham, biết đủ. Tụi con có đồng ý không? Cái người biết đủ, dù ở trong rừng vẫn thấy đủ. Mà cái người mà không biết đủ ở trong rừng thấy khổ. Như bữa qua ông Thiện Hành, ông vô đây, ông ở đêm thấy khổ quá. Ông vô đây rồi đầy đủ rồi, ông thấy khổ quá. Nên bỏ của chạy lấy người liền, thấy không? Không có vật chất ở trong niết bàn, không có vật chất rõ ràng. Thấy nghe thông suốt, không bàn thứ chi. Cái quý của mình là cái thấy, cái nghe, cái thông, cái suốt. Cái đó là cái thường hằng của mình. Thiền tông quả thật diệu kỳ, không theo vật chất cái gì cũng thông. Bây giờ mấy ông thầy mà cứ vận động tiền bạc hoài là biết chừng nào mới thông nữa quý vị. Người tu mà còn theo vật chất làm chừng nào mới thông. Ngày xưa con cứ ngóng trông, bây giờ tụi con có ngóng trông không? Tụng chú trông cho tới ngày có thần lực. Niệm Phật trông cho niệm Phật tam muội, trông cho cái thần thông. Mà ngóng trông cái đó là cách Phật rất là xa. Ngày xưa con chứ ngóng trông, mong sao thành Phật để sống luân hồi. Thật ra Phật tánh ở trong người mình đấy nè. Tại mình không nhận ra thôi. Nhận một phần Phật tánh là trở thành một phần thanh tịnh. Nhận hai phần Phật tánh là trở thành hai phần thanh tịnh thôi. Năm tháng ngồi thiền thế thôi, để thôi sanh tử luân hồi bỏ ta. Hành thiền năm tháng đã qua, thì ra vô ích vì ta dạy khởi cái chỗ này. Ông tưởng là ông khen thiền hả? Thành thiền, ngồi thiền đâu phải thành Phật. Chỗ này tôi con nghe kỹ nha. Mong sao thành Phật để xong luân hồi, năm tháng ngồi thiền thế thôi. Để thôi sanh tử luân hồi bỏ ta, hành thiền năm tháng đã qua, thì ra vô ích vì ta giải khờ. Nếu mà ngồi thiền thành Phật thì con tóc nó thành Phật mẹ đó. Sống thì ngồi hoài không nằm, chết thì nằm hoài không ngồi. Chỉ là cái thay thối, có gì công với tội. Tụi con hiểu thầy nói cái gì chưa? Cho nên chỗ này ngài Huệ Khả ngài mới ngộ ra cái chỗ là
năm tháng ngồi thiền thế thôi, để thôi sanh tử luân hồi bỏ ta, ai cũng dạy ngồi thiền cho chúng biết luật sanh tử, thì ra vô ích vì ta dạy khờ. Dạy khờ vì hiểu du dơ, dụng quan dụng công quán tưởng bỏ là bờ trầm luân, ngồi đó dụng công, ngồi đó cho trở như trời trồng vậy đó. Thân thể nghĩa là ngồi đó lại đi đứng tự tại, tới lưu không dính mắt. Bây giờ mình trói buộc vào cái thời ngồi thiền, để thời ngồi thiền đó là nói là bỏ công phu. Bây giờ tụi con cũng bị kẹt vào những cái thời trì chú vậy. 4 giờ sáng trì được, hồi đó là đặt như vậy thôi. Chứ bây giờ 4 giờ sáng trì không được thì 4 giờ chiều trì được không? Là tới lưu không dính mắt thì người này mới là thông. Còn người này không được, tôi phải trì đúng 4 giờ sáng, cái người đó là bị gì? Trói buộc. Cho nên khi ngài ngộ cái này rồi, ngài nói ngày xưa con là sao? Ngày xưa con cứ ngóng trông, mong sao thành Phật để xong luân hồi. Năm tháng ngồi thiền thế thôi, để thôi sanh tử luân hồi bỏ ta. Hành thiền năm tháng đã qua thì ra vô ích vì ta dạy khờ. Sống thì ngồi hoài không nằm, chết thì nằm hoài không ngồi. Chỉ là cái sắc thối, có gì tông với tội. Thấy chưa, chỗ này là ngài hiểu thêm một cái bậc nữa. Giải khờ vì hiểu du dơ cho rằng ngồi thành Phật. Dũng công quán tưởng là bờ trầm luân, dũng công quán tưởng ngồi điếm sổ tức là bờ trầm luân. Vì vậy Đức Phật bảo dừng. Dừng chưa? Quý vị thấy rõ, ngài vô não, nghe tà sư ngoại đạo đi giết đủ 9,000 người ta dạy cho thần thông. Giết trong 3 tháng được 999 người tới cái hạng chót. Ngày nay mà đúng 3 tháng rồi mà không vào là ông không dạy, quay về giết mẹ. Và Phật thấy tội quá, ngài vô não này mà để giết mẹ rồi là hết cái nhân duyên để mà chứng A-la-hán. Ngài thị hiện thần thông, ngài đi trước mặt ổng. Thành ổng nói cậu đam dừng lại. Ổng nói ta dừng đã lâu rồi, có người không dừng đó. Ông đang nói láo, ông đi như bay. Ta dừng là dừng cái tâm tham, dừng cái tâm mong chứng đắc, dừng cái tâm là muốn được thần thông. Ta đã dừng lâu rồi. Và ngay chỗ đó ngài vô não đại ngộ, quỳ xuống đảnh lễ. Cho nên ở trong này đó, khi thầy nhận chú trẻ sanh vào trong cái hệ thống này, ai cũng nói khi nhận cô Hồng Đức, một dân xì ke ăn nhậu mà thầy không biết, sau này mới rời ra. Còn nhận ông trẻ sanh là biết rõ ổng là dân sơn đen ăn nhậu xì ke rồi. Lúc mà thằng Hải nó chở lên trên đó là phai đao, là ổng với thằng kia đều là hút hết. Nhưng mà sư phụ nhận, tại vì sao? So với ngày vô não, ổng chưa giết được tới 990 người. Cho nên sư phụ, vì cái này mà sư phụ nhận ổng. Thể sanh, ráng con. Con 2 năm nữa là con rực rỡ đó. Con mà thành người tốt là rực rỡ đó. Mà con không chừng là cái người mà phô qua ở chỗ này chưa biết nữa. Thấy không? Thầy sau này, thầy nghĩ chỗ này con có duyên nhiều lắm đó. Cũng là khai quốc công thần ở đây đó. Ráng nha. Luân hồi, dũng công quán tưởng là bờ trầm luân. Cho nên khi mình hiểu đạo tới cái chỗ này, thấy ngồi thiền niệm Phật tụng kinh đều là cái bờ trầm luân. Còn ở bờ bên này, còn ở cái bờ trầm luân chứ chưa phải là cái bờ bên kia, là cái bờ giải thoát. Vì vậy Đức Phật bảo dừng. Dừng chưa tụi con? Ráng dừng đi. Luân hồi sanh tử tức thời dừng ngay. Nhờ con dám chặt cánh tay để cầu giải thoát, Đức Ngài dạy con. Hôm nay thầy khéo dạy con, chỉ hỏi rắn ếch mà con về nguồn. Không hỏi cái rắn gì hết. Con rắn này nó cắn con ếch, con ếch này nó cắn con rắn, cái nào? Cũng như có người hỏi thằng Quang Minh nó đang trả nợ hay nó đang đòi nợ con Linh, thì có người trả lời dạ con Linh đang trả nợ của thằng. Không phải, thằng Quang Minh đang trả nợ. Rồi cái cãi nhau chí chóe. Mà nhờ cái gì mình biết thằng Quang Minh đang trả nợ hay là con Linh đã nợ? Nhờ có tánh biết thì như thị thôi. Nó vay nó trả là chuyện của nó. Mà tại sao mình lại cái xiết vô? Cái Phật tánh mình là cái thanh tịnh, mà vô cùng mình đem cái tâm ô nhiễm của mình vô. Con có bị cái chuyện đó chưa con? Có không? Con lên làng cái nói trời tội nghiệp con Linh quá, thằng quan này nó đang đòi nợ. Cái người gặp quan nó tội nghiệp mày quá, vậy bên Úc tội nghiệp mày quá quan ơi, mày ở cái xứ mày qua mày đòi nợ, mày qua trả nợ. Thì như vậy đó là con rắn nó cắn con ếch, là cái chuyện nó vay nó trả nó vay. Mình cái Phật tánh thanh tịnh mình thấy như thị. Tại sao mình lại để cho cái tâm thương ghét mà nó xen vào cái tâm thị phi? Từ nay tụi con hiểu chỗ này thấy sao? Phải không? Tụi con thấy nó mình thoát khổ nhiều lắm. Phải không?
từ nay tụi con đừng đem cái giường của mình để mà đừng có nằm giường cao chiếu rộng nữa, chứ mình đủ đồ mệt rồi, đừng có bắt ai cũng trên đo hết à, phải không? À, như công ty là cái giường có nó làm sao là ngồi phải nói, mà bây giờ mấy bà Úc chịu phái, mấy bà bên Mỹ không thích rồi sao, phải không? Thế nên nó có cái giường của nó vậy thôi à, nhưng mà được như vậy là sao? Nhờ nó vậy mà nó đi tới đâu là mấy bà kia, mấy bà tám ở khắp nơi mới có biết chuyện xảy ra ở nơi. Nếu không có thằng Tý thì sao biết chuyện gì xảy ra trong này, đúng không Tý? Thành ra con mà không đi quay ta buồn lắm. Mà về khỏi Niết Bàn rồi đâu cần con quay nữa, thành ra con phải ở đây hoài. Chỉ hỏi rắn ếch mà con về nguồn. Về nguồn con thấy rõ luôn, rõ rồi. Ở trong thanh tịnh không buồn không vui. Mình nó tự nhiên á, chuyện quang minh với Linh mà mình buồn vui theo nó. Thấy không? Tao thấy mày khổ quá Linh, tao thấy quang minh khổ quá. Thấy không? Về nguồn con thấy rõ luôn, ở trong thanh tịnh không buồn không vui. Thanh tịnh không có cái tôi. À, cái tôi này mà nó khổ nè. Tôi đúng nè, tôi ăn nè, ý tôi nè. Bà xã của tôi nè mới khổ nè, vợ của tôi nè. Thanh tịnh không có cái tôi. Mà chỉ thấy biết muôn trùng xa xăm. Mà chỉ thấy biết muôn trùng xa xăm. Vào đây con chỉ âm thầm. Vì vậy vật chất cõi trần đứng yên. Mình trở về với Phật tánh thì vật chất cõi trần đứng yên. Người nhìn thấy tưởng con điên. Thấy mình sao mà ngu quá à? Đang đi làm gì bỏ vô nhà ở. Thấy duy sao nó khờ quá. Phải không? Bỏ giúp dược sĩ. Phải không? Vì vậy vật chất cõi trần đứng yên, người nhìn thấy tưởng con điên, không nhúc không nhích, y như trời trồng. Nghe vô cái tu riết là mà, nhớ coi nha, nếu mà cái tưởng là tâm chánh định như bất động là cũng không nhúc không nhích là cũng là kẹt đó, cũng y như trời trồng luôn à, phải là lưu thông. Đừng có tưởng tu rồi trở thành không nhúc không nhích đó. Cái ông ngồi kế bên đó, tu không nhúc không nhích đó, y như trời trồng. Thấy không? Cái tập khí đời trước ông tu là không nhúc không nhích đó à, ý như trời trồng. Thấy biết con dậy đã xong. Vì vậy đứng nhìn đệ tử thầy rơi. Nghĩa là rơi vào đâu? Không phải rơi vào luân hồi mà rơi vào cái gì à? Thấy biết con dậy đã xong rồi nha thầy. Xong rồi nha là sơ tổ. Vì vậy đứng nhìn đệ tử thầy rơi. Rơi mở ngoặc kép. Rơi vào đâu? Rơi vào Phật tánh thảnh thơi. Rơi vào cái bể Phật tánh thảnh thơi. Vì không vật chất thảnh thơi vô cùng, Đức Phật chỉ dạy tột cùng. Rơi vào bể tánh là đây Niết Bàn. Hả? Rơi vào tánh Phật là ở trong cảnh giới Niết Bàn rồi, chứ không ở đâu hết á. Thấy không? À, rơi vào bể tánh là đây Niết Bàn. Niết Bàn hết chuyện thế gian, mà chỉ thấy biết muôn ngàn diệu linh. Cái tánh biết mà nó diệu linh dữ lắm. Nó nhìn, nó biết thương, biết ghét, biết chúng sanh, biết Phật, biết lục đạo luân hồi, nhưng mà không dính mắc, biết hết. Vào đây muốn có quyền linh, tức là thần thông á, khi mình muốn khởi, khi mình muốn khởi muốn quyền linh có liền. Người nào có khi đặt cái này muốn cái thần thông, có thần thông, nhưng quyền linh bể tánh linh thiêng không được thi thố trước người thế gian. Khi mà người có thần thông là thi thố trước người thế gian, người đó là còn kẹt. Có thần thông mà còn thi thố. Đọc kỹ câu này nha. Vào đây muốn có quyền linh, tức là khi mà vào kiến tánh là có quyền linh đó. Khi mình khởi muốn quyền linh có liền, tức là khi mà Đức Phật cần cho ngài một kiền liên thị hiện thần thông thì Phật cho là thần thông, nhưng mà không cho đệ tử khác làm, chỉ có một người thôi. Đi qua đò, Đức Phật có thần thông, Phật hãy biểu trả tiền đò đi, vì không muốn chúng sanh chưa chứng quả đam mê vào cái thần thông. Cho nên chỗ này phải để ý, quyền khi vào mà khi mình vào đây á, rơi vào bể tánh là có thần thông. Khi mình muốn khởi quyền linh có liền, quyền linh bể tánh linh thiêng không được thi thố trước người thế gian. Cho nên những người mà có thần thông mà thi thố trước người thế gian, như là thái tử à, coi như là cái ông mà Đề Bà Đạt Đa mà thi thố thần thông là thời gian rất hết à. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, khi ngộ thiền học không màng quyền linh. Khi mà nó ngộ tới cái chỗ tối thượng thừa này là không có màng tới thần thông. Quyền linh sử dụng thì mình bị dính, bị mắc, linh hồi kéo ngang. Mình mà dính vào thần thông là từ quả vị A-la-hán mình rớt xuống cõi.
của Ta Bà này liền. Chỉ tích tắc thôi đó, hả, mê thần thông là rơi vào ba cõi ngay. À, bị dính, bị mắc luân hồi kéo ngay vào trong lục đạo thi tài. Thi tài mà được thi hoài không thôi. À, có thần thông là vô đây thi tài, đi thi hoài mà được mà thi hoài không thôi. Do vậy Đức Phật dạy thôi, luân hồi sinh tử hết rồi là không. Quý vị thấy đó, thì cái câu chuyện này đó là một hôm cái là nhị tổ Huệ Khả và sơ tổ Đạt Ma đi qua sông, vừa bước lên thuyền thấy bên bờ sông có con rắn cắn con ếch. Con ếch kêu la, tổ Đạt Ma hỏi ngài Huệ Khả tiếng con gì kêu đó. Ngài Huệ Khả thưa, tiếng con ếch kêu gì nó bị con rắn cắn, rồi con nào trả nghiệp, con nào đang đang tạo nghiệp. Tổ bảo vậy mà ông nói tâm con hiểu, liễu liễu hàng tri mà còn chạy theo vật. Mình theo vật mà quên mình đó. Khi mình thấy một cái ông tệ sanh hút xì ke, mình biết ổng là ông này đang trong thời gian quản chế, thì thấy biết vậy thôi, nhưng mà mình cứ chạy theo, mình vô mình ngó coi ổng có hút kia không để mình báo sư phụ. Là sao? Cái liễu liễu hành tri chứ đâu phải là cái đi đưa làm cái chuyện tào lao. Cho nên đó, tụi con thấy rồi đó. À, nghe kỹ cái đoạn này. Một hôm nhị tổ Huệ Khả và sơ tổ Đạt Ma đi qua sông, vừa bước lên thuyền thấy bên bờ sông có con rắn cắn con ếch. Con ếch kêu la, tổ Đạt Ma hỏi ngài Huệ Khả tiếng con gì kêu đó. Tức là ngài muốn chỉ cái tánh nghe của ngài, cũng giống như ngài Hư Vân mà nghe cái bình nó rớt bể cái là ngài ngộ đó. Hồi xưa đó, mình rớt cái mình có cái bình này đó, bình kiểu mình chết rồi mình la thành thị giả. Mà bây giờ mình trở lại với cái tánh nghe của mình, cái chuyện rớt là bình thường. Cho nên trở về với tánh nghe chứ không sống với cái tâm mà sân hận. Hồi xưa người chưa ngộ đạo, trời ơi cái bình này là bình cổ đời vua thành thái nha, mày chết với tao đó. Thì cái người này quá là không có trở được về với cái tánh nghe của mình. Còn bây giờ ngài Hư Vân, ngài nghe cái bình bể cái, đệ tử nó đổ nước phóng lên tay người, và thầy nói nhờ có tánh biết mình mới biết nóng, nhờ có tánh nghe mình mới biết cái bình bể. Và như vậy mình trở về với cái tâm Phật, không chạy theo cái tâm thương ghét, không rầy đệ tử. Mà từ lúc đó ngài mới thấy tự nhiên ngài ngộ cái đó rồi, ngài nhìn ra, ngài thấy xuyên tường vách, thấy rỗng rang. Tại vì lúc đó tâm trở về với Phật tánh là cái bao trùm, đồng với thái hư, không thiếu cũng không dư. Tiếng kêu con gì đó, ngài Huệ Khả thưa tiếng con ếch kêu vì bị con rắn cắn. Tổ bảo vậy mà ông nói tâm con hiểu liễu liễu hành tri mà còn chạy theo vật. Đây là bệnh của chúng sanh thị phi. Ngài nói vậy là con bật hết sáu căn, tổ dạy coi chừng rơi vào không. Ngài nói rõ ràng thường biết không rơi vào không mà con rơi vào thông. Cho nên cái chỗ này ít có ai giảng, là ngài Hư Vân ngài đem cái chuyện này ra, và lúc cuộc ngài mới đạt vào cái chỗ mà hội nhập tri kiến Phật. Cho nên sau đó ngài lui lên cõi trời đấu sức, ngài bị Tào Cộng đánh tay đời luôn mà ngài không có thù hận, ngài biết trả quả. Ngài lên đó ngài được mời vào ngồi hàng thứ ba kể từ ngài A Nan, rồi kế ngài A Nan là một vị nữa. À, rồi kế đó là ngài Hư Vân là người thứ ba đó. Thì cái chỗ này đó, sư phụ hỏi tụi con đó, sẽ có những cái khóa tu này sau khi mà khánh thành xong rồi đó, thầy có những cái khóa riêng để dạy cho tụi con, khóa riêng dạy cho tụi con dùng những cái technique của những vị thầy để cho tụi con sẽ hé mở cái cửa giải thoát. Đời này khó có thể mà trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật lắm, nhưng mà nâng tụi con từ cái level của cái loài súc sanh là cái loài ích kỷ, nâng lên cái loài người. Lên cái loài người rồi nhưng mà vẫn còn bám trong cái ngã chấp của loài người, mới nâng lên cái loài chư trời đó, phải có thập thiện. Rồi nâng lên từ cái chỗ mà Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, mà tụi con phải đi tới cái tâm tụi con phải ở vào cái tầng A Na Hàm, tức là Bất Hoàng Thiên, còn một đời nữa A La Hán đó, thì con mới đẩy được người ta có cái thần lực, cái tần số đó, thì con mới đẩy được người ta phổ qua được. Cho nên đó,
đi sư phụ tu rất lâu mà sư phụ ngộ đạo, mà bữa đó tự nhiên cái Phật tử nó đem lên cho cái mấy cái set, nó bỏ quên cái bản nhạc mà Nửa Hồn Thương Đau, rồi cái mở ra cái ngồi cười ngắt luôn, thấy không? Cái Nửa Hồn Thương Đau rải về thầy, tụi con nghe bài đó rồi về thầy khai lại cho thấy nè, là thầy ngộ tại sao mà thầy ngộ tức cười vậy đó, nghĩa là nó ngộ chuyện nó không dính vào đâu hết đó. Thành nó hồi xưa mình đọc sử mình thấy cái người thì ngộ cái này ngộ cái kia, nghe cái bình trà bể cũng ngộ, rồi có người nghe cái tiếng mà viên đá văng vô cây cuốc cũng ngộ. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa. Hương xưa đó là Phật tánh. Ngồi thiền nhắm mắt đi tìm Phật tánh, niệm Phật cũng nhắm mắt. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, tức là thầy tự nhiên thầy thấy mình đang tìm cái Phật tánh của mình, cho tôi về đường cũ nên thơ. Từ một cái tâm thanh tịnh mà mình đã đi ngược dòng, mình đi xuống cõi ta bà này mà mình không có biết lối quay về, cho nên cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp Phật xưa ước mơ. Trong kia là người xưa ước mơ mà thầy đã nghĩ là Phật xưa ước mơ. Hay chỉ là giấc mơ thôi, tức là người chưa ngộ đạo chỉ là ở trong mơ thôi. Tụi con sống mơ và chết mộng. Nghe tình đang chết trong tôi. Tình đang chết là gì? Tình là cái tánh biết, cái tỉnh thức của mình mà nó chết rồi, mình sống với cái tâm mà loạn động. Cho lòng tiếc nối, mình biết mình có cái Phật tánh, xót thương suốt đời. Tu cả đời rồi mà không ngộ đạo thì tiếc thương cho cuộc đời tu. Nhắm mắt, ôi sao nửa hồn bỗng thương đau. Ôi ngàn trùng mãi xa nhau, nắm mắt cũng thấy Phật tánh nó xa vời vợi. Hai ta còn hẹn nhau kiếp nào, tức là kiếp này không ngộ đạo hẹn kiếp sau. Tâm ở đâu? Thì trong này nó là anh ở đâu, em ở đâu, thì tôi nói tâm ở đâu, ta ở đâu. Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu. Rõ ràng là đi tìm Phật tánh hoài, tìm không ra, con mắt nó sâu hút luôn. Nhắm mắt, chỉ thấy một chân trời tím ngắt chứ đâu có thấy Phật đâu. Nhắm mắt là quay lưng với cái khổ của chúng sanh. Nhắm mắt là lục căn không đầy đủ. Người không có mắt, không có tai, có mũi, lưỡi, người đó không được làm tỳ kheo. Mà cho nên nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt. Chỉ thấy lòng nhớ thương chất ngất. Và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi ta muốn tu. Đôi khi ta muốn tu. Ôi những thầy sống lẻ loi một mình, ngay chỗ nó sẽ ngộ liền. Và lúc đó thầy mới lò mò từ núi đi xuống để làm cái hạnh Bồ Tát. Thì nó cũng phải trải ra một thời gian rất là dài. Thầy tu từ hồi năm 1963 mẹ thầy mất lúc thầy 9 tuổi. Tới năm 2003 thầy mới xuống núi, và bao nhiêu năm quý vị? Lấy 2003 trừ 1963 bao nhiêu năm? 40 năm mới mới tìm. Rồi tôi nói bài pháp này đó là bài pháp rất là căn bản. Vì vậy nghe lại đi, nghe cái bài kệ mà Ngài Hư Vân, Ngài ngộ qua lo cái lời mà trình kiến giải của Ngài, của Ngài Huệ Khả. Bây giờ tôi hát bản nhạc là chấm dứt nha. Chỉ coi tôi khi tôi ngộ đạo bằng bản nhạc, thì khi tôi hát cái bản nhạc nó khác, tôi coi nghe hát liền khác bằng cái tâm của mình đó. Nhờ bản nhạc này mà tôi ngộ đạo. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa mơ. Hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương.
suốt đời. Nhắm mắt ôi sao thừa hôn bóng thương đau, ôi sao tàn chục bài xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Tâm ở đâu, ta ở đâu, có chăn mưa sầu buồn đến mắt sâu. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời yên nhắn, chỉ thấy lòng nhớ nhung chân đất, và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi ta muốn tình, đôi khi ta muốn tình. Ôi những thầy, ôi những thầy sống lẻ loi một mình. Ngộ đạo của những người tu đôi khi là những cái duyên nó rất là tức cười. 40 năm học Phật nó không ngộ, cho tới ngày Phật tử đưa lộ một cái băng mà biết tìm lối quay về. Cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về được tủ nên thơ, cho tôi gặp người xưa mơ. Hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe từng đàn chiên trong tôi, cho lòng biết nỗi xót thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao thừa hôn bóng thương đau, ôi sao thuyền trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Tâm ở đâu, ta ở đâu, có chăn mưa sầu buồn đến mắt sâu. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tiêu nga, chỉ thấy lòng nhớ nhung chân đất, và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi ta muốn tình, đôi khi ta muốn tình.
thầy, ôi những thầy sống độc một mình, sống độc cư một mình. Anh thầy ngộ đạo thì phải hát cho bạn đặt hết cái tâm vô. Có nghe khác phải không? Cái tâm thầy đặt. Kính chào quý vị. Ngày mai chúng tôi sẽ có bài phát về buổi chiều. Trân trọng kính chào.